Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 26 tháng 6, như thường lệ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức mới nhất nhé. Các bạn mến, nhà sản xuất Trung Quốc vừa tung đoạn video hé lộ về công nghệ camera selfie tàng hình đầu tiên trên smartphone Oppo của họ. Công nghệ này dự kiến được công bố tại triển lãm MWC châu Á 2019 diễn ra ở Thượng Hải vào ngày 26 tháng 6 tới đây. Đoạn clip ngắn 15 giây không cho biết cụ thể giải pháp mà Oppo đã sử dụng, nhưng nó thể hiện màn hình trên smartphone liên lạc hoàn toàn và không có vùng khuyết kiểu đục lỗ. Chỉ khi sử dụng thì camera trước mới lộ ra bên trong màn hình và được đánh dấu bằng một vòng sáng. Khi không chụp màn hình thì ống kính của camera trước lại ẩn đi và phía trên lại hiển thị các điểm ảnh màu sắc như màn hình thông thường. Nó giúp cho màn hình tràn viền hoàn toàn, giữ được viền bao quanh rất mỏng. Oppo là hãng có nhiều sáng tạo về thiết kế và công nghệ camera trên điện thoại thời gian gần đây. Từ năm 2013 thì nhà sản xuất này đã cho ra mắt chiếc smartphone N1 với camera có thể xoay từ sau ra trước. Cuối năm ngoái thì hãng cũng đã góp phần tạo ra trào lưu màn hình khuyết kiểu giọt nước trên các mẫu smartphone Android tầm trung hay là smartphone có màn hình tràn viền hoàn toàn như Fire X sử dụng camera trượt tự động. Mới đây thì hãng cũng vừa cho ra mắt dòng máy Reno với camera selfie bật chéo kiểu vây cá đi kèm camera chính có ống kính tiềm vọng zoom xa tới được 60x. Các bạn thân mến, mới đây thì nhà sản xuất Oppo Elixir vừa tiếp tục tiết lộ thiết kế của iPhone 11 Max, xác nhận một số chi tiết thay đổi khác. Hình ảnh rò rỉ từ nhà bán lẻ MobiFone của Anh cho chúng ta thấy được bản thiết kế của iPhone 11 Max. Về cơ bản thì iPhone 11 Max vẫn sẽ có thiết kế giống với iPhone 11, màn hình tay thỏ và cụm 3 camera ở sau nằm trong module hình vuông quá khổ, các phím nguồn hay là khóa màn hình và âm lượng thì vẫn không có gì thay đổi. Tuy nhiên thì nút gạt rung lại được thay thế từ hình dạng dè sang tròn và chuyển từ gạt ngang sang gạt dọc. Đây là một chi tiết thay đổi tuy nhỏ nhưng rất đáng chú ý. Rất có thể là Apple muốn tiết kiệm không gian bên trong của máy để dành cho cụm 3 camera sau. iPhone 11 Max vẫn sẽ có cổng Lightning quen thuộc, không như những báo cáo trước đây về việc Apple sẽ chuyển sang sử dụng cổng USB Type-C. Có thể là Apple sẽ bán kèm bộ sạc 18W trong hộp. Một chi tiết nữa đáng chú ý đó là kích thước của rãnh tai thỏ dường như sẽ nhỏ hơn so với iPhone XS Max. Cũng có nhiều báo cáo trước đây về việc Apple sẽ cải tiến các cảm biến và camera to depth. Tuy nhiên đây chỉ là một thiết kế sơ bộ nên chúng ta không thể chắc chắn được. Các bạn mến, ở thị trường nước ngoài, các tín đồ yêu thích Mi Band 4 sẽ có cơ hội sở hữu siêu phẩm này vào ngày 26 tháng 6. Còn tại châu Âu thì Mi Band 4 sẽ chính thức lên kệ với tên gọi là Mi Smart Band 4, sở hữu màn hình màu và khả năng theo dõi vận động của người dùng tốt hơn, nhất là với những ai chăm tập luyện thể dục thể thao. Siêu phẩm thiết bị đeo tai Mi Band 4 của Xiaomi đã làm chao đảo thị trường Trung Quốc ngay sau khi mới ra mắt hồi đầu tháng. Và Xiaomi cho biết là có thời điểm này công ty đã bán được khoảng 5.000 lô hàng Mi Band 4 trong vòng 1 giờ đồng hồ, khiến nó trở thành thiết bị đeo tay bán chạy nhất của hãng từ trước đến nay. Sản phẩm này được trang bị màn hình OLED cùng độ phân giải tốt hơn so với màn hình đơn sắc trên các thiết bị tiền nhiệm. Ngoài ra thì Mi Band 4 còn được thiết kế mặt kính cong 2.5D cùng với nhiều chức năng hơn. Đặc biệt là Xiaomi đã tối ưu hóa thời lượng pin trên Mi Band 4 ở mức là 15-20 ngày. Giá bán ở thị trường Trung Quốc rơi vào khoảng 572.000 đồng, trong khi phiên bản tích hợp với NFC sẽ có giá khoảng 790.000 đồng và thiết bị chính hãng tại Việt Nam sẽ có mức giá rơi vào khoảng 850.000 đồng. Còn ở thị trường Tây Ban Nha và một số nước châu Âu thì Mi Band 4 lên kệ với giá là 35 euro, tức là khoảng 926.000 đồng. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh YouTube của Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và nếu như bạn có bất kỳ những câu hỏi hay kiến đóng góp nào thì hãy để lại nhiều phía dưới phần bình luận của video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.